Cài đặt và sử dụng CapCut trên máy tính. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Đầu tiên, mình cảm ơn bạn đã click vào xem video này. Nếu như bạn chưa đăng ký kênh thì hãy cho mình xin một nút đăng ký kênh để nhận những video mới nhất ở trên kênh YouTube của mình, cũng như để ủng hộ mình ra thêm những video tiếp theo các bạn nhé. Trong video ngày hôm nay, mình xin hướng dẫn bạn cách để các bạn có thể cài đặt và sử dụng được CapCut ở trên máy tính. Như các bạn đã biết, CapCut là phần mềm chỉnh sửa video rất là đơn giản nhưng rất chuyên nghiệp ở trên điện thoại, đã có trên điện thoại rất là lâu rồi. Tuy nhiên thì mới gần đây thì CapCut mới bổ sung thêm phần mềm ở trên máy tính. Nếu như trên máy tính của bạn chưa có phần mềm CapCut, bạn chưa biết cách tải và sử dụng CapCut ở trên máy tính như thế nào thì các bạn hãy xem hết video này của mình để làm được nhé. Để cài đặt CapCut trên máy tính thì đầu tiên thì bạn sẽ truy cập vào cái trình duyệt web ở trên máy tính của bạn. Thì ở đây thì mình đang dùng Google Chrome, thì mình sẽ vào Google Chrome này. Sau đó thì bạn sẽ truy cập vào trang capcut.com. Thì đây là trang chủ của capcut.com. Thì đây thì bạn sẽ tải về cho Windows này. Bạn sẽ nhấn vào đây để các bạn tải cái phần mềm về cài đặt trên máy tính. Bạn chờ một lát thì cái app thì sẽ được, cái file cài đặt sẽ được tải về máy tính nhé. Thì nếu bạn đã xem video này và bạn chưa đăng ký kênh thì hãy cho mình xin một nút đăng ký kênh để nhận những video mới nhất, cũng như để ủng hộ mình ra thêm những video tiếp theo các bạn nhé. Bạn chờ máy tính tải về để mình cài đặt. Tốc độ tải về nhanh hay chậm thì do cái đường truyền mạng cũng như là cái cấu hình máy tính của các bạn. Các bạn chờ một lát để máy tính tải về. Rồi sau khi mà máy tính đã tải về xong thì bạn sẽ nhấn vào mũi tên ngược lên này. Bạn sẽ nhấn vào hiển thị trong thư mục nhé. Hiển thị trong thư mục. Sau đó thì các bạn sẽ kích nút vào để các bạn cài đặt. Hoặc là các bạn nhấn chuột phải. Các bạn nhấn vào Open. Đây, sau khi mà các bạn click vào cái file tải về thì nó sẽ hiển thị ra trang này. Đây thì bạn sẽ nhấn vào tiếp chọn agree này nhé. Rồi tiếp theo là bạn sẽ nhấn vào install. Tốc độ tải về và cài đặt khá là nhanh. Bởi vì CapCut trên máy tính nó khá là nhẹ nên là cái tốc độ cài đặt nó cũng rất là nhanh. Sau khi mà máy tính đã cài đặt thành công thì các bạn sẽ nhấn vào start now để các bạn mở cái CapCut lên. Bạn nhấn vào Config. Đây, như này là giao diện chính của CapCut ở trên máy tính. Đó, thì bạn có thể tắt đi. Tắt đi nhá, thì để mở lên, để mở lại thì nó sẽ có một cái shortcut ở bên ngoài desktop này. Bạn click vào, đó. Thì đây là cái phiên bản CapCut mới nhất ở trên máy tính. Để cài đặt CapCut về tiếng Việt ấy, thì bạn sẽ nhấn vào cái mục Setting này ở góc trên bên phải này, có cái hình biểu tượng này, bạn nhấn vào. Sau đó thì bạn sẽ nhấn vào Setting. Tiếp theo đây thì bạn sẽ chuyển sang cái thẻ là Language ở đây. Và bạn sẽ tìm đến tiếng Việt. Hiện tại đang để mặc định là tiếng Anh. Bạn sẽ kéo xuống và tìm tiếng Việt nhé, ở cuối cùng. Các bạn ở trên máy tính thì hiện tại đang hỗ trợ rất là nhiều thứ tiếng. Và trong đó là có tiếng Việt này, bạn sẽ nhấn vào. Tiếp theo đây bạn nhấn vào Server. Bạn sẽ nhấn vào G-Start để các bạn khởi động lại. Đó, thì bạn có thể nhận thấy là cái CapCut đã chuyển hết về cái tiếng Việt này. Đăng nhập vào trang chủ này, không gian của tôi này. Đó, thì đây là cái phiên bản mới nhất các bạn nhé. Thì để thêm một cái dự án mới thì bạn sẽ nhấn vào đây, dấu cộng này, dự án mới này. Thì nó sẽ ra giao diện của CapCut ở trên máy tính. Bạn có thể làm theo những cái hướng dẫn giới thiệu khi mà các bạn mới vào CapCut ở trên máy tính. Bạn nhấn vào tiếp theo này. Để đọc những cái giới thiệu thì có 5 bước rất là đơn giản. Đây, kéo giữ, đây là timeline các bạn nhé. Kéo giữ vào dòng thời gian này và bắt đầu điều chỉnh. Đây là hiệu ứng này. Đó, hiệu ứng này. Bạn kéo xuống. Tiếp theo là xem trước, đây là phần xem trước các bạn nhé. Xem trước này. Còn đây là phần xuất video, khi mà các bạn đã chỉnh sửa xong thì các bạn sẽ tiến hành xuất video. Đó. Thì đây thì để thêm một cái, đây là cái giới thiệu các bạn nhé. Để thêm một dự án mới. Mình quay về. Để thêm một dự án mới thì các bạn sẽ nhấn vào mục phương tiện ở đây.
sau đó thì các bạn sẽ nhấn vào nhập. Tiếp theo thì bạn sẽ tìm đến cái video, cái ảnh mà các bạn đã lưu trên máy tính này. Thế nên mình sẽ làm ví dụ cho các bạn. Đấy, bạn sẽ chọn video, xong đó bạn sẽ chọn nó open. Thì nó sẽ hiển thị ở cái mục nhập này. Thì để chỉnh sửa thì các bạn sẽ kéo xuống, nhấn vào giữ, kéo xuống cái vùng timeline này. Đó. Rồi các bạn chờ một lát nhé, để nó sẽ lát xuống. Tiếp theo để xem trước thì bạn sẽ nhấn vào đây, vào đây để các bạn xem trước. Thì đây là cái xem này. Đó. Các bạn có thể xem trước. Các bạn có thể điều chỉnh to nhỏ video. Các bạn điều chỉnh to nhỏ tại tỷ lệ này. Đó, tùy theo. Và các bạn có thể thêm âm thanh. Để thêm âm thanh thì các bạn sẽ nhấn âm thanh ở đây. Sau đó thì các bạn sẽ có thể là lấy một âm thanh ngay trên cái CapCut. Thì các bạn đã chọn ở đây. Hay là để thêm âm thanh ở trên máy tính của bạn thì bạn sẽ nhấn vào âm thanh này. Sau đó thì bạn sẽ nhấn nhập và các bạn sẽ dẫn đến cái âm thanh, cái file âm thanh của các bạn sẽ thêm vào. Tiếp theo thì để tắt cái âm thanh ở video, bạn sẽ nhấn vào video này. Thì đây bên này nó sẽ có một âm thanh này. Thì đây là âm lượng của video. Bạn sẽ cho đến 0 thì là nó sẽ tắt tiếng của âm thanh. Hoặc là các bạn sẽ có thể tắt tiếng âm thanh của tất cả các video khi mà các bạn click vào đây, tắt âm thanh clip. Đó, thì những cái này nó giống y như trên điện thoại, tuy nhiên là cái sắp xếp của nó trên máy tính thì nó sẽ rộng hơn. Còn những tính năng thì nó sẽ y xì như trên điện thoại thôi. Ở đây là tốc độ, bạn có thể điều chỉnh tốc độ nhanh chậm của video, hiệu ứng đậm. Thì đây là cái ra vào, cái vào của video này, ra của video này, hoặc là kết hợp. Đấy, các bạn chọn cũng giống như ở trên điện thoại. Đây là điều chỉnh về cái màu sắc, cái màu sắc của video. Còn cái tên công cụ bên này thì đây có phương tiện này để các bạn nhập video hoặc là hình ảnh. Âm thanh thì các bạn thêm âm thanh. Cái này là thêm văn bản, để các bạn có thể thêm văn bản. Các bạn nhấn nút cộng là các bạn thêm. Đó, rồi các bạn biết rồi. Chỉnh sửa cái nội dung văn bản của các bạn ở bên này. Đó, thì là nó sẽ hiển thị ở đây. Sẽ đến. Đó. Thì để mà hiển thị cái ở đâu thì bạn sẽ kéo thôi. Muốn hiển thị hết thì bạn sẽ kéo đây. Nó cũng giống như trên điện thoại vậy. Đó. Đây là màu sắc này. Màu sắc này, cỡ chữ này. Cỡ chữ này. Còn để ở đâu thì bạn sẽ di chuyển lại nhé. Cái bóng hiệu ứng này. Đó, nó cũng giống như trên điện thoại. Đó, hiệu ứng động này. Vào ra phòng đặt. Còn đây là nhãn dán, bên này nữa là nhãn dán. Các bạn có thể thêm rất nhiều nhãn dán ở đây. Ở đây là hiệu ứng. Đó, các nhãn dán này rất là nhiều luôn, cũng giống như trên điện thoại. À, tiếp theo là hiệu ứng này. Tiếp theo là phần chuyển cảnh này, chuyển tiếp giữa các video với nhau này. Tiếp theo là bộ lọc và điều chỉnh. Và để cắt video thì các bạn cũng làm như trên điện thoại. Các bạn sẽ tích vào cái video này để ở vị trí cần cắt này, sau đó thì bạn sẽ nhấn vào tách ở đây. Đây nó tách thì các bạn cắt video. Đó. Nó sẽ cắt ra, các bạn có thể di chuyển, kéo lên kéo xuống. Đó. Và để cắt đoạn khác thì các bạn có thể kéo ra, các bạn để chuột vào, tách tiếp. Để nhấn xóa đây thì các bạn sẽ xóa thôi. Nếu mà thùng rác thì các bạn xóa. Ở đây thì nó sẽ có luôn cái nút chỉnh sửa như phản chiếu này. Phản chiếu là xoay video này. Đó. Rồi sau khi mà đã xong thì các bạn sẽ nhấn vào xuất. Các bạn đã xuất video thì các bạn sẽ nhấn vào xuất ở đây. Ở góc trên bên trái này sẽ có phím xuất này. Thì ở đây là cái lưu trữ, cái nơi mà các bạn sẽ lưu trữ, các bạn nhấn vào. Ví dụ như mình lưu ở trên desktop chẳng hạn. Các bạn nhấn vào biểu tượng cái cặp này để các bạn chọn vị trí lưu. Đây tiêu đề, có nghĩa là cái tên video. Cắt hết.
tiếng Việt. Đây là độ phân giải của video này. Đó, bạn thể xuất lên 4K cũng giống như ở trên điện thoại. Tuy nhiên ở đây mình sẽ xuất nó chậm để cho nhanh nhé. Tốc độ bit này. Đó, đây là xuất cao hơn 19. Đó, định dạng MP4 này. Tỷ lệ cấu hình này, bạn có thể tùy chọn tùy theo nhé. Các bạn chọn là càng tỷ lệ càng cao, các cái thông số càng cao thì cái chất lượng video của các bạn càng nét. Đó, các bạn chọn nên xuất. Rồi sau khi mà xuất xong thì các bạn có thể đăng lên YouTube, TikTok cũng giống như là trên cái phiên bản cấp cắt ở trên điện thoại. Rồi thì mình sẽ tắt đi nhé. Thì đây là cái file lúc nãy này. File lúc nãy mình đã làm. Đây là cấp cắt này. Các bạn có thể mở lên nhé. Đó. Thì đây là mình chỉ giới thiệu qua cho các bạn cái những cái tính năng, những cái công cụ cơ bản ở trên cắt ở trên máy tính thôi. Thì video ngày hôm nay của mình đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem hết video này. Nếu các bạn có thắc mắc hay góp ý thì các bạn hãy để bên dưới phần bình luận của video. Và nếu như bạn chưa đăng ký kênh thì hãy cho mình xin một nút đăng ký kênh nhé. Thì đây là kênh YouTube của mình. Nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy cho mình xin một nút đăng ký kênh để ủng hộ mình ra thêm những video tiếp theo, cũng là để nhận những video mới nhất ở trên kênh YouTube của mình. Và trong những video sau thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết hơn các bạn cái cách chỉnh sửa video ở trên cắt, có thể là trên điện thoại hoặc trên máy tính. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.